5. Cho em hỏi, tại sao không chế một con Titan siêu siêu lớn và siêu siêu đông để hủy diệt nhân loại? Theo bay suy đoán thì ngoài 9 con siêu Titan ra thì mấy con còn lại đều có khuôn sẵn đúc cho nó dễ. Vậy nên chúng sẽ cố định ở con 2m, con 3m, con 5m, con 15m và con 50m. Tại sao lại là các kích thước đó? Vì có lẽ con 50m, kích cỡ của nó bằng kích cỡ đầu tiên của Ymir, cũng là kích cỡ phù hợp để giúp dân tộc Edian xây dựng cầu, dựng đường và những công trình vĩ đại. Còn những con 2-5m cần công việc sức nặng và độ khéo léo phù hợp với dân thường hơn. Không biết đổ mất bao nhiêu năm để ra một con 60m mà đúng một đống con siêu to khổng lồ thì nản chí mất hết cả sự sung sướng. 6. Con của Historia là con ai anh? Từng có một người mặc áo choàng bí ẩn khi anh nông dân và Historia nói chuyện với nhau. Có khả năng đó là Yelena hoặc là Eren. Vì trong ký ức của Eren, khi bị chặt đầu có Historia lúc ở nông trại. Theo chính quyền thì con của Historia là của một anh nông dân ở nông trại. Anh ta thích Historia từ thời bé và hay ném đá vào đầu cô bé để tạo sự chú ý. Lớn lên thì làm công ở trang trại từ thiện của Historia. Hai người vô tình gặp lại nhau. Nghe thì hợp lý lắm, nhưng về thời điểm này nó dính líu trùng hợp chuyện chính trị quá nhiều. Khả năng cao là cái thai chính trị do Eren sắp xếp. Vậy anh nông dân kia nếu là bộ đứa bé thì cũng thuộc đảng Jaeger. Vậy sẽ có hai khả năng xảy ra. Một, cái thai là của anh nông dân luôn. Hoặc hai, chính là của Eren theo kế hoạch chính trị. Dù là ai thì mục đích cũng là bảo vệ tính mạng cho Jit khỏi bị Historia ăn thịt. Và cũng là bảo vệ cho Historia. 7. Em xem nhiều người nói Kenny là chú của Levi chứ không phải là cha. Mà ở phần 3, Kenny nói ông ta không xứng đáng là một người cha. Giờ không hiểu là chú hay là cha luôn, Levi của em. Ngày xưa cha ông có câu, mất cha còn chú thì mất mẹ thì bố gì. Người chú cũng có thể xem như thay thế cho người cha nếu người cha mất đi. Tuy nhiên cả cha với chú đều sai trong trường hợp này các bạn nhé. Kenny là anh trai của Kala, mẹ của Levi. Vậy nên nếu tính theo vai vế thì Levi gọi ông ta là cậu hoặc là bác. Nên cái việc ta không xứng đáng một người cha thì là không đủ tình yêu thương dạy dỗ cho Levi lúc nhỏ mà thôi. 8. Nếu một thằng đàn ông là Titan Sister mà lại sở hữu Titan hình nữ thì nó sẽ như thế nào? Mong bay trả lời cho. Đầu tiên câu hỏi này có hai tầng ý nghĩa. Thứ nhất là người đàn ông sở hữu Titan hình nữ. Thứ hai là người đó đã là siêu Titan và ăn thêm Titan hình nữ, nghĩa là giữ nhiều Titan trong người. Có bốn cái giả thuyết được đưa ra để trả lời cho câu hỏi này. Một người đang sở hữu siêu Titan ăn chúng hình nữ. Trường hợp 1, khả năng người này có thể giữ nguyên bản thể của mình và sử dụng được sức mạnh của Titan hình nữ khá cao. Trường hợp 2, vẫn không thể sử dụng sức mạnh của hình nữ vì trái giới tính. Một người đàn ông thông thường hoặc Titan đần độn ăn chúng hình nữ. Cái này chưa biết kích hoạt được hay không, nhưng trở về thành con người là có thể rồi. Trường hợp 1, có thể kích hoạt được sức mạnh và ngoại hình cũng phải là nữ cho phù hợp với cái tên Titan hình nữ. Việc chuyển đổi cơ thể không phải là khó với thủy tổ đúc khuôn. Vậy người đó sẽ trở thành Titan nữ hoặc Titan BD. Trường hợp 2, không thể kích hoạt được sức mạnh cũng không thể hóa Titan vì trái giới tính. Giống như Eren không thể kích hoạt được thủy tổ vì không có dòng máu hoàng gia. 9. Cho hỏi, nếu tiêu diệt xong thế giới, Eren có thể biến hàng triệu Titan tường trở thành người lại được không? Nếu thế không phải lo thế giới tận diệt nữa phải không? Những người bị nhốt trong Titan đần độn đã hòa lẫn cơ thể với chúng. Nhưng sau khi Ymir ăn được Titan hàm và trở về làm người, cô vẫn giữ được cơ thể của mình, biểu hiện vẫn có thể quay lại hình dạng được. À mà có một chi tiết, Titan thủy tổ có thể thay đổi cấu trúc cơ thể của toàn dân đấy. Theo các bằng chứng phía trên thì giả thuyết của Bay là thủy tổ biến bọn đần độn thành người được thông qua việc chỉnh sửa cơ thể thần dân của mình. Tuy nhiên vẫn chỉ là giả thuyết không có chứng minh cụ thể. Đây là một câu hỏi khó vì chưa có gì chứng minh được Titan đần độn có thể trở lại làm người, ngoài việc tìm kiếm siêu Titan để ăn thịt và trở về làm người. Còn việc bạn sợ rằng bọn Titan tường không hóa người lại được, thả rong hủy diệt thế giới, thì cho tụi nó hóa cứng biến lại thành tường là được. Thành vạn lý chương thành ấy, sao phải xoắn.